Chào em. Chào mừng các bạn đến với Nô Hai Công Nghệ. Ở thời gian tới bên mình sẽ hạn chế cái mảng sửa chữa. Vì vậy là các bạn gửi đồ sửa thì các bạn liên hệ trước nhé. Và thời gian sửa nếu có sửa thì cũng sẽ lâu hơn và sẽ không ngồi đợi các bạn nhé. Một số đồ thì mình thỉnh thoảng mình vẫn nhận sửa để cho nó có cái niềm vui tuổi già. Đây, khách hàng gửi một con i7 6700K này các bạn. Vì vậy là phải đi kiếm một cái mên để ráp vào test cho khách và nấp cho khách. May quá, đi mua cái mên cũ này các bạn. Đi mua cái mên cũ mà về vợ tưởng là mua bánh trung thu hay là mua quà tặng vợ. Đây các bạn nhìn này. Các bạn nhìn cái mên cũ. Nếu mà kiếm được cái mên cũ như này thì các bạn có thích không? Bây giờ khui hộp cùng Tùng mên cũ nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ xem nó ra gì hay không. Đấy, em hàng này Tùng vào lẻ với giá 1,2 triệu nhé. Sẽ có anh em bảo là đắt, nhưng mà trong mua bán thì quan niệm của mình rất rõ ràng là mua xong là xong, được việc của mình là được. Nhưng mà thực sự là nhìn cái mên cũ như này rất muốn bóc để khui hộp cho các bạn xem là nó có cái gì. Đây các bạn nhìn cái mên cũ đẹp không các bạn. Mên cũ nó có một cái dạng mà chúng ta cần để ý, đó là cái dạng hàng trưng bày ấy. Có nghĩa là để ở quầy trưng bày, sau đó hết đợt thì người ta cho vào kho và người ta sẽ không, sau đó là bán ra ngoài theo kiểu thanh lý, có thể là nhân viên bán hoặc là dưới cái dạng là mên đi bảo hành, sau đó hãng không bảo hành được thì đổi cho các bạn một cái mên mới. Và đây là những thứ của chúng ta, giấy này. Các bạn thấy này, nó có hai quyển sách. Các bạn có cần sách để tập luyện võ công Cửu Âm Chân Kinh không các bạn? Dày không? Phải được 3 lạng hai quyển sách này. Còn đĩa thì mọi cái đĩa như này với chúng ta bây giờ đều vô giá trị rồi. Đĩa không có giá trị gì vì mọi cái ổ, cái cây máy tính gần như không dùng đến ổ DVD cũng như CD rồi. Vì vậy là nó có cũng chỉ để cho đẹp đội hình thôi. Ốc này, ốc này dùng để bắt ổ M2 các bạn nhé. Chắc là bên này có cái ổ M2. Cáp Santa, cáp theo máy các bạn. Hàng này người ta mà mua thì sẽ đắt hơn vài nghìn, còn hàng lởm khởm thì nó rẻ hơn vài nghìn. Đây, khui hộp ra cho các bạn. Hàng này mình mua cũ và bảo hành một tháng. Đây các bạn, xem nó có những cái gì nữa. Ốc bắt ổ này, chắn mên này. Bỏ cái hộp ra ngoài nhé. Đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Khui ra. Đây, để cho nó chạy con 6700. Rồi các bạn nhìn này. Cái này chắc là ngày xưa nó để như này để trưng bày này các bạn. Đấy, nó để như thế để trưng bày. Chúng ta còn thấy những cái dây nịt. Dây nịt này không phải là để buộc ở chun quần để đựng tiền như các cụ ngày xưa đâu nhé. Đây này các bạn này, dây thút này, để cố định này. Thấy chưa các bạn, thấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ được cắt cái dây thút ra. Chứ không, mua bên cũ được như này thì còn gì bằng, đúng không các bạn? Cắt ra. Cắt cẩn thận không cứa vào mên các bạn ạ. Và cũng cẩn thận không đứt tay. Đây. Cái dòng này thì chạy những cái socket 1151, chạy những CPU của socket 1151. Chúng ta có thể điểm danh như là G đầu 3, i3 6001, i3 7001, hay là những con i5 6005 hoặc là i7 6007 cộng với i7 7007 các bạn nhé. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Trước tiên mình cho con CPU vào đã. Thường thì khi các bạn mua main thì mình cũng đã chia sẻ khá nhiều, người ta sẽ không bảo hành căng, gãy chân socket. Vì vậy là cái này chúng ta phải dùng đến cái cụm từ như các cụ đã nói là nâng như nâng trứng và hứng như hứng hoa nhé. Đừng nói là em chỉ làm căng một chân mà shop không bảo hành hoặc hãng không bảo hành, các bạn đợi mút mùa họ bảo hành cho các bạn. Đây các bạn, có hai cái cổng M2 Ultra. Mình nhớ là ở dòng H
hạ đầu 2 thì chưa hỗ trợ chuẩn M2, chuẩn NVME. Nhưng với những cái main mà có chữ Unchai này thì các bạn có thể sử dụng ổ cổng N, sử dụng ổ mà có chuẩn NVME nhé, nếu mình nhớ không nhầm là như vậy. Hai cổng USB 3.0, 4 khe RAM giáp nhiệt cho phần CPU, nguồn 8 pin để hỗ trợ cho các bạn chạy i7 nguồn 24 pin, 6 cổng SATA, đây các bạn nhìn thấy chưa? Hai cổng NVME chuẩn M2. Dây dựa bịt bùng. Còn mặt sau này các bạn này. Ồ, cái này không biết nó để thừa làm gì này. 1 2 3 4 5, 5 cổng USB, 1 cổng Type C, HDMI, Vega, DVI, PS2, audio chất lượng cao. Hình như là có LED này các bạn. Đây này, dây LED này, hình như đoạn này nó có LED này. Để cho nó nhấp nháy. Tất cả những cái gì chúng ta có ở đây. Nhưng mà chỉ chạy với RAM 8GB các bạn ạ. Hơi phí phạm. Đẹp không các bạn? 1,2 triệu của mình đấy. Mình sẽ ráp vào một ô cây. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau test hiệu năng của nó. Cảm ơn các bạn. Đi mua main cũ mà chọn được những cái main như này thực sự là một cái điều tuyệt vời.